Mút thân kính rung quả thứ hai này. Thế đẹp thế này. Trời ơi. Được được. Vàng the luôn. Vẫn ngon. Chế 98%. Chế 98% chứ kể đến ngày mai thì đúng bài luôn. Mà ăn là đi khô. Móc ấy chứ. Móc móc ấy. Thấy ngon không? Đó. Hey, ai này nữa mưa ra được là cái thằng đi sống ngon mới của mình. Chị Hiên này. À, Cường ơi. Đây đâu? Một đôi hạt này, có hạt này, hạt lép một cái này. Cái đi mai ăn đi. Cái tiên này có hạt này. Trời ơi. Có sự hay. Không để đó để tí nữa nói quán đâu thử đi. Cường. Mưa mà vẫn ngon.